Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là một cái vlog Văn Tùng sẽ cùng các bạn đến với địa chỉ 125/2 Hòa Hưng, nơi mà mình cùng với Hà Tiêu Phu đã lựa chọn để mở tiệm net tại Sài Gòn. Tại các cái buổi livestream hay là tại vlog số gần nhất của Hà Tiêu Phu thì mình cùng Hà Tiêu Phu đã chia sẻ rất là nhiều về cái dự án mở quán net ở đây. Sau khi mình và Hà Tiêu Phu đi Hà Nội về tham quan quán net Gcom thì quyết định là mở một tiệm net tại địa chỉ này. Địa chỉ này chắc là cũng rất là quen thuộc đối với nhiều bạn. Khi mà nghe cái địa chỉ này ở trên livestream của Văn Tùng thì nhiều bạn đã biết đây là địa chỉ cũ của Kingdom Next Gen, hay là còn có chỗ livestream của thầy Ba cũ nữa. Hay đó rồi. Thì bây giờ Văn Tùng sẽ cùng các bạn đến với một cái vlog mà mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc ở vlog trước, cũng như là xem là cái tiến độ dự án hiện tại đang thi công đến đâu rồi. Về dự án này thì nó sẽ mất khoảng chừng 1 tháng để thi công, vì hiện tại đang thi công được khoảng chừng chục ngày rồi. Thì xem là chúng ta sẽ có gì thay đổi so với vlog gần nhất anh em nhé. Let's go. Ok, đầu tiên thì cái cơ cấu của cái quán net này nó sẽ có 3 tầng. Tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Thì tầng 1, tầng 2 sẽ dùng để máy. Còn tầng trệt thì hoàn toàn cái diện tích này sẽ được dùng để xe anh em nhé. Bởi vì cái chỗ để xe nó quyết định đến cái số máy. Thì cái tầng trệt này toàn bộ được dùng để xe, che nắng che mưa cho xe của anh em đến trên net. Thì nhiều bạn cũng hỏi mình là quán net có bao nhiêu máy. Thì vì chỗ để xe thì để khoảng chừng 120 xe. Thế nên là số máy thì nó sẽ xấp xỉ lên khoảng chừng 170 cho đến 180 máy anh em nhé. Phân bổ cho hai tầng, đó là tầng lầu 1 và lầu 2. Nhiều bạn có hỏi mình về chỗ để xe ô tô. Thì thực ra là chỗ để xe ô tô sẽ không có nhiều lắm. Sẽ có một vài cái chỗ ở bên ngoài đường, hoặc là một vài những cái bãi gửi xe ở gần đây cho anh em đi xe ô tô. Nhưng mà mình hy vọng là anh em đi ô tô có thông cảm là sẽ không có nhiều chỗ để xe ô tô lắm. Hoặc là anh em đến với các phương tiện di chuyển khác thì nó sẽ thuận tiện hơn cho anh em chơi net ở đây. Thì ở đây toàn bộ cái không gian ở phía dưới tầng trệt này sẽ được dùng để xe cho anh em nhé. Anh em yên tâm là đến đây chơi net thì để xe sẽ không bị nắng, không bị mưa gì cả. Và thực ra thì nó vẫn còn đang rất là hoang sơ, mới thi công được 10 ngày thôi anh em ạ. Đây, toàn bộ cái khu tầng dưới này sẽ dùng để xe cho anh em nhé. Và máy thì như mình đã bảo nó sẽ có khoảng từ 170 cho đến 180 máy. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng lên xem tầng 2 xem là trên đấy thì thi công được nhiều chưa? Nó có thay đổi gì nhiều so với cái vlog lần trước của Hà Tiểu Phu không? Ok, đây sẽ là chỗ để máy đầu tiên. Sau khi bậc thang đi lên thì chúng ta sẽ có hai khu. Hai khu này thì tách nhau ra. Bên này thì mình hôm trước thì Huy Hà có giới thiệu rồi, đây sẽ là khu để chỗ cho thu ngân. Để khi anh em bước lên trên chỗ để máy thì sẽ có ngay lập tức thu ngân đến để tiếp đón các bạn về việc là nạp tài khoản hay là các bạn cần order cái gì đấy. Toàn bộ cái khu vực này đều là khu vực dùng để máy bên trong anh em nhé. Hôm trước thì Hà Tiểu Phu đến thì nó còn đang rất là lộn xộn và nó còn rất là nhiều những cái vách ngăn trước các cái khu, nhưng mà bây giờ thì vách ngăn được dỡ hết rồi anh em ạ. Và đã hình thành một khu rất là thông thoáng ở đây, với một khu vực rộng như vậy thì để được tương đối nhiều máy. Thì hôm trước như Hà Tiểu Phu có chia sẻ thì khu này sẽ là khu để máy couple này anh em ơi. Sẽ cần phải có trần thạch cao, sẽ cần phải có những cái vách ngăn lên để tạo thành những cái khu riêng. Và toàn bộ cái diện tích của cái lầu 1 này sẽ được dùng để máy hết anh em nhé. Đa phần những khán giả của Hà Tiểu Phu với Văn Tùng thì chơi Liên Minh thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ có một cái khu riêng FPS. Thì tại cái khu FPS đấy thì cái cấu hình máy sẽ cao hơn, hay là màn hình thì cái tần số quét của nó sẽ cao hơn so với khu Liên Minh anh em nhé. Và giá tất nhiên sẽ cao hơn một chút. Nó sẽ có nhiều những cái phân khúc về giá, đi kèm với đó là chất lượng cấu hình máy. Và các bạn cứ yên tâm là dự án lần này thì mình có một nhân vật cũng rất là có kinh nghiệm trong việc mở phòng net. Đó chính là một anh chủ của chuỗi phòng máy Game Home ở Hà Nội. Thế nên là các bạn cứ yên tâm là máy cấu hình như thế nào, setting ra làm sao cho hiệu quả thì mình sẽ cùng với anh đó làm việc và làm sao để tối ưu nhất những cái cấu hình mà các bạn chơi để cho cái FPS nó cao nhất. Như các bạn đã thấy thì vừa rồi là toàn bộ cái khung cảnh của cái tầng đầu tiên để máy, và nó sẽ còn một tầng ở phía trên để thêm máy nữa. Tổng hai tầng nó sẽ tầm 170 cho đến 180, dao động như vậy về số máy. Nhiều anh em hỏi Văn Tùng là khu FPS thì nên có hub USB xịn một chút để anh em chơi FPS có thể mang gear lên cắm. Thì tất nhiên rồi, mình sẽ rất là chú trọng về cái trải nghiệm của các anh em đến chơi net. Vì vậy thì những cái hub USB thì chắc chắn sẽ được chuẩn bị rất là kỹ càng. Ngoài ra thì nhiều bạn hỏi về phòng net hút thuốc không. Thì phòng net 100% là không hút thuốc anh em nhé. Anh em nào muốn hút thuốc thì có thể ra ngoài ban công như thế này, đứng ở tại những chỗ ban công như này hút thuốc, sau đó thì vào chơi. Và trong bên trong thì hoàn toàn không có hút thuốc lá anh em nhé. Nhiều bạn có hỏi thêm về có tuyển nhân viên quán hay không, vì nhiều bạn cũng muốn ở gần đây muốn làm nhân viên quán. Thì thông tin về việc có tuyển nhân sự thì mình sẽ đăng trên fanpage của Game Home. Nên bạn nào mà
chưa follow thì có thể follow fanpage của Game Home Hòa Hưng để có thể update tình hình, để có thể nếu bạn nào muốn làm nhân viên thì có thể apply vào cái khoảng thời gian mà quán chuẩn bị cho nhân sự. Bởi vì hiện tại thì theo như dự tính thì quán sẽ thi công mất khoảng chừng 1 tháng. Thì bây giờ được tầm 10 ngày rồi. Thì đến gần khai trương có thể sẽ có tuyển nhân viên, thì anh em có thể theo dõi trên fanpage của Game Home Hòa Hưng anh em nhé. Ngoài việc là đây sẽ là một quán net thì Văn Tùng cũng rất là quan tâm đến cái trải nghiệm của người dùng. Vì vậy mình muốn cái quán net của mình nó cũng mang hơi hướng eSports một chút. Nó sẽ có khu thi đấu, nó sẽ có màn chiếu live những cái trận đấu của các cái giải đấu hot cho anh em ngồi chill chill thư giãn trong lúc chờ máy hoặc là trong lúc mà anh em nghỉ ngơi. Ngoài ra thì có nhiều bạn hỏi là có gặp được Văn Tùng ở đây hay không. Thì thời điểm mà bắt đầu quán net khai trương á, mình sẽ ghé đây nhiều. Vì vậy cơ hội để anh em có thể gặp gỡ Văn Tùng thì nó nhiều lắm. Chỉ cần anh em đến quán net, hoặc nếu các bạn nào mà có xem livestream Văn Tùng mỗi tối thì có thể hỏi ngay tối hôm trước xem là hôm sau anh có qua quán net hay không. Thì chắc là mình với Hà Tiểu Phu sẽ ghé quán net nhiều, nên anh em nào muốn gặp Văn Tùng hay Hà Tiểu Phu thì cũng không khó lắm đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên trên tầng 2 để xem là không gian tầng 2 hiện tại đã được cải tiến như thế nào và nó sẽ có không gian rộng khoảng bao nhiêu để bao nhiêu máy anh em nhé. Let's go. Ok, hiện tại mình đang có mặt ở tại cái tầng bể máy thứ hai của quán net. Thực ra thì cái tầng 2 nó sẽ bé hơn tầng 1 một chút và không gian thì nó sẽ bị hẹp hơn. Cái khu này thì sẽ cần phải thiết kế lại rất là nhiều về cái sàn, vì sàn hiện tại nó rất là yếu. Ở đây thì hôm trước thì Huy Hà có giới thiệu cho các bạn một cái phòng live stream cũ của thầy Ba cùng với team FBTC ở đây. Thì cũng chưa biết cái phòng này sẽ được dùng để làm gì. Một là nó sẽ dùng để làm bảo tàng, hai là có thể mở những cái máy để livestream, để cho anh em có nhu cầu thuê những máy livestream, thuê máy đơn để livestream thì có thể livestream ở đây. Dự là cái phòng này sẽ được nhiều bạn quan tâm chú ý khi mà đến chơi net ở quán net của Văn Tùng. Đây các bạn thấy cái không gian, thực ra cái tầng này thì cái tầng nó hơi nhỏ một chút. Ở ngoài này có lẽ sẽ thiết kế để ban công cho chỗ anh em hút thuốc và hóng mát mỗi lần mà chơi game xong. Sau những trận chơi game căng thẳng thì ra đây chill chill một chút, sau đó vào chơi tiếp cũng được. Nó vẫn còn rất là hoang sơ và nó vẫn đang trong quá trình thi công nên còn cực kỳ ngổn ngang và sẽ cần thêm nhiều thời gian. Văn Tùng sẽ cùng với Hà Tiểu Phu update tình hình liên tục về cái tiến độ thi công của dự án để anh em có thể nắm được ở trên fanpage của Văn Tùng, fanpage Hà Tiểu Phu hoặc là fanpage của cả Game Hòa Hưng. Anh em cố gắng theo dõi nha anh em nhé. Ok, vừa rồi thì mình đã đi một vòng để xem là cái tiến độ dự án nó như thế nào. Thì thực ra cũng chưa thay đổi được nhiều lắm so với cái vlog gần nhất của Hà Tiểu Phu. Chỉ là xóa được các cái vách ngăn và làm cái không gian nó trở nên rộng hơn mà thôi. Còn dự án lần này thì vẫn cần phải khoảng chừng 20 ngày thi công nữa. Bởi vì mình là một người rất là kỹ tính trong việc là setup mọi thứ, thế nên là mình cần nhiều thời gian để có thể setup kỹ càng nhất cho cái tiện nhất lần này. Và tất nhiên là hôm khai trương thì sẽ có những cái sự kiện như kiểu là khuyến mãi giờ chơi, hay là sẽ có mình sẽ mời rất là nhiều những cái KOL của Liên Minh Hàn Phái tới để có thể chung vui ngày hôm đấy chẳng hạn, thì các bạn có thể lên để trải nghiệm. Ngoài ra thì như mình đã bảo thì mình muốn cái phòng net của mình nó có hơi hướng eSports một chút, thì có thể lâu lâu Văn Tùng sẽ tổ chức những cái giải nhỏ nhỏ, bình luận trực tiếp tại đây và mở ra cho các event để anh em có thể tham gia giao lưu cùng với Văn Tùng, cùng với Hà Tiểu Phu và các anh em khác có chung đam mê. Và ngoài ra thì mình cũng là một người rất là kỹ tính trong việc setup các cái phần cứng và phần mềm của máy. Mình cũng đang rất là đắn đo suy nghĩ và lựa chọn các cái máy làm sao cho nó hiệu quả nhất, kể cả phần cứng và phần mềm. Thì các bạn cứ yên tâm, mình đã trải nghiệm rất là nhiều phòng net tại Sài Gòn, cũng như bản thân mình cũng là một người mà xài máy tính nhiều, thì mình đang tìm ra một cấu hình nó tối ưu nhất cho từng khu vực, từ khu vực FPS cho tới khu vực MOBA, và cùng với đó là có sự hợp tác cùng với anh chủ Game Home nữa. Thì lúc đó mình sẽ có những cái setting máy sao cho nó tối ưu nhất về cấu hình, về FPS cho anh em chơi game. Thì về cái khu MOBA thì màn hình nó sẽ là màn hình 165 anh em nhé. Còn cái khu FPS cho những anh em nào mà chơi game FPS quen hoặc là thích chơi những cái game FPS có cấu hình yêu cầu cấu hình cao thì màn sẽ là màn 240. Và về gear chuột các thứ thì đều là cái gear chuột rất là chuẩn. Và tai nghe sẽ có là tai nghe cách âm rồi 7.1 các kiểu. Thì từ từ khi mà mang máy về hay là quán net bắt đầu đến cái khâu mà chuẩn bị khai trương thì mình sẽ tiết lộ cho anh em về cái không gian quán nhiều hơn qua cái vlog sau. Và tiết lộ thêm cả cấu hình rồi có thể cả giá cho anh em tham khảo. Đừng quên là vẫn còn rất nhiều những cái vlog phía sau về quán net, cũng như là còn rất là nhiều sự kiện cho anh em tham khảo. Thì anh em cứ follow trên fanpage của Game Home Hòa Hưng anh em nhé. Đợt vừa rồi thì chung kết FCK cũng có một cái dự đoán nhỏ trên Game Home Hòa Hưng để anh em có thể tham gia dự đoán, cũng như là sở hữu các cái voucher, những cái tài khoản được nạp sẵn tiền của Game Home Hòa Hưng. Thì anh em cứ follow trên đấy, và thêm cả là các buổi livestream thì Văn Tùng sẽ chia sẻ thêm về tiến độ dự án. Đến đâu thì mình sẽ chia sẻ với bạn đến đấy. Còn cái vlog lần này thì nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Giải quyết một vài những cái thắc mắc của anh em xoay quanh cái phòng net, rồi
cho anh em thấy là cái tiến độ thi công hiện tại sau 10 ngày nó như thế nào. Thì từ từ mình sẽ update thêm anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những vlog sau nha. Bye bye.